Đi vô chung cư nhà trái. Dạ. Nay có anh thợ sắt. Ở đây có giò. Dạng dừa. Vô gân nha. Vô gân. Dạ. Đi xương ha. Đó, xương nữa. Đầy đủ luôn. Sắt. Bà con nào mà thích cái món này thì quay lại chị anh Trâm xin các comment nha. Phim chung cư. Em ăn cơm rồi. Dạ nãy ăn rồi chứ. Em vòng chơi thôi. Chúng ta nhìn lại cái hẻm 22 Trần Bình Trọng để nhớ về một thời chúng ta đã ở và có đi qua cái cung đường này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Em xin chào các anh chị và các bạn. Chúc anh chị và các bạn ngày mới là vui vẻ và hạnh phúc nha. Thì hiện tại chúng ta đang có mặt ở ngã tư Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng và Cao Đạt. Theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về chung cư Phúc Thịnh, chung cư cuối đường Cao Đạt ha. Ở cuối đường đó thì có cái hẻm để thông ra cái bến Hàm Tử. Rồi theo hướng này thì chúng ta sẽ đi về nhà thờ Chợ Quán, nhà thờ Chợ Quán ở đường Trần Bình Trọng. Ở đây cũng có rất là nhiều quán cà phê nè. Vậy hành trình của chúng ta hôm nay là sẽ đi một vòng đường Trần Bình Trọng để đến cái hẻm 22 chung cư Chợ Quán, hay gọi là chung cư nhà trái năm xưa đó. Theo hướng này chúng ta sẽ đi về bến Hàm Tử luôn ha. Còn hướng Cao Đạt này chúng ta sẽ đi về cầu Chư Y, đường Nguyễn Biểu. Em mời anh chị cùng tham gia với em đi theo cái con đường Trần Bình Trọng để đi vô cái hẻm 22 trong cái chung cư nhà trái. Okay. Hả? Đi vô chung cư nhà trái. Dạ. Đây có anh thợ sắt. Bữa nay thì trời mát mẻ, không có nắng lắm. Ở bên đường có cô bán trái cây này. Xoài 25.000 ký. Chúng ta sẽ đi bên đây đường nha, để nhìn qua bên đầu hẻm cho nó rõ hơn. Trưa nay thì nghỉ trưa thì em mời bà con cùng đi lang thang với em. Do hôm qua trời Sài Gòn mưa nên hôm nay trời mát. Ở đây có mấy anh xây nhà nữa nè. Cái nhà đầu hẻm này là hẻm 34. Rồi đầu hẻm 22 thì có cái chị bán bánh canh. Bánh canh cây lẫy cũng rất là ngon ha, đặc sản cây lẫy. Cây lẫy Tiền Giang. Cuối đường là chúng ta thấy đó là đường Đại Lộ Võ Văn Kiệt, cũng là bến Hàm Tử ngày xưa. Thì bên tay trái chúng ta sẽ là có cái hẻm 22 để đi đến cái chung cư. Cái hẻm này chúng ta cũng thông ra đến
chợ luôn, chợ Cao Đẹp luôn, chợ nhỏ. Rồi chúng ta bắt đầu đi vô hẻm nha. Này bên tay phải cũng có cái nhà rất là xưa nè, nhà này bỏ hoang rất là lâu rồi nè. Rồi chúng ta cùng đi vô hẻm nha. Mời anh Cường cùng tham gia với em đi về cái hẻm xưa của chúng ta. Biết đâu ngày xưa mình có đi chợ. Đây bánh canh cà lậy nè. Ở đây có giò, dẫn dừa, nhiều gân nha. Dạ. Đi xương ha. Đó, xương nữa, đầy đủ luôn. Đó, bà con nào mà thích cái món này thì quay lại chị. Ủa chị gì ta? Là chị gì? Chị Xuyến hả? Tuyết. Chị Tuyết hả? À, chị Tuyết. Đặc sản bánh canh cà lậy. Còn là nước lèo. Chị Tuyết sắp nổi tiếng. Chị Tuyết không để số điện thoại hay chị Tuyết? Sợ bánh canh chị Tuyết đem từ cà lậy lên luôn. Ngay đầu hẻm 22 luôn. Hẻm này có nhà của anh Cường nè. Nổi tiếng luôn. Chị phải trụng vô đây rồi. Bánh canh để trực tiếp vô luôn, không có trụng. Ủa cái hẻm này vô cái chung cư này là chung cư chung cư chợ quán. Hồi xưa là chung cư nhà trái gì đó. Chút xíu nữa chúng ta vô hẻm chơi nha. Rồi mình cùng vô hẻm nha. Không biết ngày xưa nhà anh là nhà nào ha. Thì mình cứ lang thang. Rồi nếu mà gặp ai thì mình anh Trâm xin cái comment nha. Đây có những cái bãi xe của chung cư nè. Những dãy chung cư ngày xưa. Đây có cái đền thờ vua Hùng nè. Có từ rất là lâu rồi nè. Xây dựng năm 1991. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Phim chung cư. Tại đây chung cư vẫn như ngày xưa ha. Cái đường này là đường chúng ta đi vô chợ luôn nè. Đây có cái bãi xe của chung cư luôn. Bây giờ thì chợ dọn rồi.
con đường chúng ta vừa đi qua. À, đâu quay chị đâu. Xấu hổ, sao xấu hổ? Bắt đầu cãi rồi xấu hổ gì? Đường này vô nhà thờ Mai Khôi nè. Rồi, đây là cái đường để đi ra Cao Đẹp. Là đi ngang cái chùa trong cái chợ. Chùa Thiện Mỹ. À, tiện quên tên chùa luôn. Em mới ăn cơm rồi. Dạ, nãy ăn rồi chứ. Em vòng chơi thôi. Thiện Mỹ. Dạ. Một số hình ảnh ở hẻm 22 đi đến chợ gửi cô chú anh chị và các bạn xem chơi cho vui nha. Sẵn đây thì em xin gửi đến gia đình anh Cường. Ta nhìn lại cái hẻm 22 Trần Bình Trọng để nhớ về một thời chúng ta đã ở và có đi qua cái cung đường này. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Đây là đường Cao Đẹp rồi nè. Này tô bánh canh xương giò của chúng ta đây. Hả? Chú tình yêu đến thiệt đúng không? Đâu có biết. Này cục cục xương. À cái món là cái món chủ nhật ở nhà em hay nấu nè. Đó. Nước mắm ớt. Ớt này ngon lắm nha. Thơm. Xương ngon vãi trưởng vậy. Ngon vãi trưởng đúng không? Ông mình ăn bà con nhìn quá trời quá đất. Nọc này cơm. Dùng con cơm, quần con cơm. Mà nhìn quá tô này ngon vãi trưởng. Trời ăn cơm mà cơm khô quá. Khô quá phải không? Chú làm cho ăn cơm ít. Nhà không nổi phải không? Nè cho miếng nước lèo chan canh được không? Trưa hè nắng gắt nên cơm tấm. Cơm cho nước ít chứ. Nước lèo để rất là ngọt nha. Ngọt từ xương luôn á.
nguyên chuẩn mì hết. Có không? Cánh nè, cánh thịt mà. Có canh đại dương kèm theo đó kìa. Hả? À. À, mà đây là bịch canh đại dương mà ở quán cơm hay bán nè. Nước và nước. À, nước với sót lại mấy cọng cải. Rồi chúng ta quay lại món này đi. Cái cọng bánh canh này ở Cái Lẩy rất là đặc biệt nha. Nó thơm. À, không, cái cọng bún này nè. Ở đây ở Sài Gòn cũng có nhưng mà không có cái mùi này. Cái mùi thơm của gạo. Bột nó bỏ đi nó chai nó. À, cái độ giòn. Nó không có quá dai. Mà nó nói chung là rất là đặc biệt. Chỉ có ở vùng Cai Lậy mới có. Cái cọng bún này rất là dễ gãy. Nó cần để vô nước lèo thôi mà nó sẽ nóng lên và nó thơm. Món này rất là dễ nấu à. Cần nồi nước lèo. Bỏ xương vô. Rồi sôi lên. Nêm nếm xong, bỏ bún vô. À. Thế là có một nồi bánh canh. Làm ăn cục thịt này lắm. Ăn đi, ăn đi. Dạ, ăn cục gân. Cho bánh da được. Không có da. Da đâu. À. Thời gian cục này luôn đi. Ngại gì không biết nữa. Đặc biệt khuyến mãi. Ớt mà để ớt rất là ngon nha. Nước mắm có ớt, có chanh, có tiêu. Nhung im lặng nha Nhung. Nó im lặng nha. Vừa ăn cơm sườn. Nó có dịu không? Ếch hả? À?